Đối với ngày đầu tiên mà bước vô trường cấp 3 thì em cảm nhận như thế nào? Mọi thứ ở đây thì rất là mới với em. Mấy bạn cũng mới nhưng mà em thấy mấy bạn hơi rụt rè, rất khó kiếm bạn. Dạ, em muốn là mình chỉ cần cố gắng hơn so với các bạn thôi. Tại vì lớp em cảm thấy là các bạn đều có thành tích rất là khủng. Em chỉ biết vậy thôi. Dạ, em cảm thấy là vui khi gặp lại bạn bè. Cảm thấy là khi bước vào ngôi trường mới em còn thấy bỡ ngỡ. Dạ, là đầu tiên là về hình ảnh. Thì trong quá trình lưu thông của mình đi qua đi lại thì em thấy hình ảnh ngôi trường đó là rất là lớn. Nhưng mà khi bước vào thì lại là một cảm nhận khác. Và ngôi trường em thấy là thật sự là có sự nghiêm túc nhưng lại là có sự hơi sôi nổi. Lần đầu tiên khi em bước vào em cảm thấy là hồi hộp, nghĩ là mình khi vào một ngôi trường mới thì mình có thể thích hợp và mình hòa trộn với cái môi trường đó hay là không. Nhưng mà khi vào lớp thì là có các bạn rất là thân thiện và các anh chị tình nguyện ở đây là làm cho em một cảm giác là muốn hòa nhập. Đến với trường ngày hôm nay thì em có mong chờ điều gì của nhà trường? Thì đến với ngôi trường này thì em mong chờ là trường sẽ có những sự kiện và những cuộc chơi cho các bạn tụ tập lại và giao lưu với nhau. Mà em cũng khá là mong là trường sẽ tổ chức một số môn thể thao cho các bạn giao lưu để cải thiện bản thân. Dạ, em muốn thân hơn, hoàn thiện hơn với lại phát triển bản thân tốt hơn, hòa nhập với cộng đồng bạn bè. Dạ, em vô đây là em cũng muốn nâng cao mấy cái môn trình độ khác là như văn sử địa này nọ. Tại vì em đam mê du lịch, tại vì em có thể đi nhiều nơi để em biết nhiều điều. Anh cảm ơn em. Cho chị hỏi là em có dự định và mục tiêu gì vào năm học sắp tới không? Vào năm học sắp tới thì thật sự con người chúng ta phải đặt ra một mục tiêu cho mình là có tham vọng. Thì em nghĩ là em sẽ cố gắng hết sức mình, được tới nào tốt tới đó. Đầu tiên thì em nghĩ là em phải cán mốc được danh hiệu học sinh giỏi và là nằm trong top 3 của lớp. Dạ, cho chị cảm ơn nha. Dạ, em gắng học để lên lớp thôi. Dạ, chị cảm ơn nha. Dạ, vẫn chưa nhưng mà em sẽ cố gắng để hoàn thành ước mơ của em. Chúc em thành công nha, chị cảm ơn. Dạ.